Lực xin chào cô chú anh chị em, xin chúc cô chú anh chị em luôn vui vẻ, khỏe mạnh và bình an trong cuộc sống. Thì hôm nay Lực có cái video này bổ sung cho cái video rửa xe ha cả nhà ha. Thì trong video này Lực sẽ cố gắng chia sẻ thêm những chi tiết mà cái video được rồi không có làm, không có chia sẻ. Và có thể là quay lại những cái phần mà đã chia sẻ được rồi, quay sơ lại để chia sẻ đến cùng cả nhà ha. Và trong video này có thể là cả nhà sẽ thấy lúc thì ban ngày, lúc thì ban đêm, tại vì nó hơi dài đó, cho nên là phải chia ra nhiều lần, lực giống như là phải thâu nhiều lần đó. Khi nào rảnh, mỗi lần rảnh thì lực thâu và lực phải cắt ghép vô. Cho nên cả nhà sẽ thấy cái phần có phần thì về ban đêm, có phần thì về ban ngày. Thì Lực nhớ lúc nào thì Lực thâu vào lúc nấy để cho cái video nó đầy đủ á cả nhà. Thì xin cả nhà thông cảm ha. Rồi thì Lực muốn chia sẻ đến với cả nhà giống vậy thôi, để cho cả nhà biết thôi thì bỡ ngỡ ha. Rồi bây giờ mà Lực mời cả nhà cùng theo dõi. Thì xe này thì mỗi một tuần mình sẽ rửa một lần ha cả nhà. Tại vì cái công việc của mình nó yêu cầu mình cần phải rửa, nếu không thì những cái cỏ nó dính vào đó, nó sẽ để lâu, nó sẽ khó rửa. Và bây giờ mình sẽ quay nguyên chiếc xe ha, quay nguyên chiếc xe. Nhưng mà thông thường Lực rửa xe thì Lực không có rửa bánh xe ha, nên mình rửa thôi nhưng mình không lau, cho nên chiếc xe cái bánh nó không có được tốt lắm ha. Nó không có được giống như là nó được bóng lắm, tại vì mình không có đủ thời gian để làm vấn đề đó. Cái này là cái dòng ngoài ha, cái dòng ngoài của chiếc xe ha, dòng ngoài của chiếc xe. Thì mình nghĩ nếu ai đã coi cái vấn đề rửa, để mình zoom ra cho nó bự ra cho dễ thấy, coi cái vụ rửa xe thì cũng đã thấy rồi ha. Mình chia sẻ này, bữa nay mình chia sẻ nó chi tiết hơn. Rồi thì hôm bữa mình cũng có nói về cái vấn đề những cái đèn ở trên ha, những cái đèn ở trên khi mình mở ra. Mà hôm bữa thì mình chia sẻ thì mình không có mở cái đèn, cho nên cả nhà không có thấy. Bữa nay mình sẽ mở ra ha. Đó, thì đèn nó sẽ cháy lên ha. Cả nhà cũng thấy hai cái ở trên kia, và một cái bên hông này và một cái bên hông này, và đồng thời ở dưới này cũng có một cái bóng đèn nữa ha. Nếu cả nhà để ý. Rồi, em mất rồi. Để mình quay cho cả nhà thấy ha. Thì đây có cái bóng đèn nữa nằm ở dưới cho mình thấy ở dưới đất ha. Thì cái máy quay phim ở dưới này nó cũng có một cái riêng, máy quay phim để mình dè đó ha. Rồi để mình bỏ cho lên ha. Thì cái đèn này mình cũng có thể tắt hoặc mở nếu mình muốn ha. Để mình chia sẻ cái vấn đề cái đèn này đó. Đấy. Thì đây, cái nút này là của nó ha. Cái nút này on off ở chỗ này. Nếu mình muốn giống như mà khi mở cửa thì mình để ngay chính giữa, còn nếu mà mình muốn nó lúc nào nó cũng mở luôn á thì mình bấm chữ on vậy thôi ha. Thấy không? Mình để sát vô cho cả nhà thấy. Đó. On off ngay chỗ đó ha. Thì cái nút này giống hôm bữa mình đã chia sẻ là cái nút của cái gì? Cái qua lăng ha. Khi trời lạnh thì mình sẽ mở nó lên cho nó nóng. Còn cái nút này là của cái outlet ha, cái đồ ghim điện xài và những thiết bị ở trong nhà đó, như microwave hay là cái gì đó, thì mình có thể dùng cái loại nhỏ thôi ha cả nhà, không có là xài loại bự được ha. Rồi, cái này là của cái đồng hồ, mình nghĩ của cái đồng hồ. Còn cái vấn đề này là của mình, khi mình tắt cái này là mình nó sẽ không có tự thắng ha. Thì hôm bữa mình chia sẻ. Rồi, qua bên này. Bên này thì nó cũng có hai cái nút, ba cái nút ha, hai cái đi, ba cái đúng rồi. Thì mình muốn ghê xe, muốn cài đặt cái ghế của người lái xe ha, người số 1, người số 2, khi nào thì mình điều chỉnh cái chỗ mình ngồi nó vừa ý mình đó, thì mình bấm vào. Thì của Lực thì thường lượng số 1, thì cũng có một mình anh Lực xài thôi, cho nên là chỉ có số 1 thôi. Nếu có ai muốn xài nữa đó, thì cái người đó sẽ set cái số 2, sẽ bấm cái số 2. Và mỗi khi mình lên thì mình chỉ bấm số 1 là nó sẽ dời cái ghế cho mình vào cái vị trí mà mình muốn ha. Rồi, đây.
Ở trên này thì nó có cái độ chỉnh, chỉnh kiến hậu ha cả nhà. Đây, chỉnh kiến hậu. Mình có thể dùng cái này để mà mình chỉnh kiến hậu ha. Mình chỉnh, có thể là mình để qua cái bên trái hoặc bên phải ha. Bên trái hoặc bên phải. Rồi bắt đầu mình mới dời nó, lắc được nè không? Đó, nó lắc được. Rồi cái chỗ này là cho cái kiến hậu, nếu mình muốn nó khi mình khóa nó xếp lại thì nó sẽ xếp lại, mình chỉ bấm vào thôi. Còn hiện bây giờ là nó nằm ở cái chỗ auto ha. Đó. Đó. Cái này là nó sẽ mở ra, nó sẽ không có phá khi mình lắp cái chiếc xe ha. Còn cái này là nó auto, chữ A là auto. Rồi mình cái này thì nó sẽ xếp lại ha, mình bấm cái này thì nó sẽ xếp lại khi mình, ví dụ như chiếc xe mình đi qua cái chỗ nào chật đó, mình muốn nó xếp lại thì mình bấm cái này thì cái kiến nó sẽ xếp lại. Đó là cho cái kiến hậu này ha. Mình sẽ chia sẻ vấn đề đó. Tại vì trời cũng tối đó, mình không biết mình đủ thời gian để mình làm, để chia sẻ đến cùng cả nhà hay không ha. Thì mình chia sẻ được cái gì thì mình chia sẻ ha. Tại có một số thì mình đã chia sẻ rồi, thì chắc cả nhà đã xem cái video kia thì cũng biết ha. Thì hôm bữa mình cũng đã chia sẻ cái vấn đề cái cục này chắc amplify ha cả nhà. Mình xin lỗi, mình không có biết ha. Mình không biết nói nó tiếng Việt nó như thế nào, nhưng mình chỉ biết nó là của cái dàn để nghe nhạc đó ha. Đó. Đấy. Thì những cái nút này hôm bữa cả nhà cũng đã thấy ha. Gãy tới đây lui ha. Cái này. Mình chỉnh phía sau cái ghế ha. Cả nhà thấy nó. Để mình chỉnh tới chỉnh lui ha. Đó. Còn cái này thì đưa tới đưa lui. Ha. Còn cái này thì nó có thể là nó đổi ở ngay đây ha. Nó đổi ở đây hoặc là ngay chỗ này, nó đưa lên đưa xuống cho mình. Đó. Thì đó là ba cái nút của chức năng của cái ghế ha. Rồi. Toàn bộ là tự động ha. Nếu mình bấm nút. Rồi để coi. Ở phía sau, hôm bữa thì mình mở nhưng mà mình không có chia sẻ cái ghế chánh của nó ha, mình đậy lại đó. Hôm nay mình có cái dịp mình muốn chia sẻ cho tặng tường á, nên mình đã tháo cái đồ lò, cái đồ trùm của nó rồi ha. Rồi ở đây thì dưới này nó mình đựng đồ ở dưới này. Cái ghế này mình có thể là đẩy mạnh vô, đúng rồi, mình đẩy mạnh vô thì nó giữ lại, mình không cần phải dùng tay ha. Thì ở dưới này mình có thể đựng những cái dụng cụ của mình. Và cái loại này nếu mà họ dùng bằng hybrid ha cả nhà. Hybrid là giống như xài bằng pin á, thì cái khu vực này nó sẽ bị mất ha, mình không có cái chỗ để đồ ha, tại vì họ để pin ở trong này. Đó. Nhưng mà của lực không phải là hybrid ha. Hybrid giống như là khi mình chạy tốc độ chậm á, thì nó sẽ sử dụng pin ha. Nó sẽ sử dụng xăng. Thì nó mình nghĩ vậy ha, mình nghĩ vậy chứ mình không có chắc chắn ha. Thì nếu ai biết thì chia sẻ giùm cái vấn đề hybrid cho mình ha. Tại mình chưa bao giờ mình xài cái hybrid. Nhưng mà mình nghe một số thông tin thì họ nói giống vậy đó, thì mình nói lại. Thì hôm bữa ở đây cái chỗ này, hôm bữa mình cũng có chia sẻ nhưng mà không có quay, nó không có chính xác ha, nó không có rõ ràng đó. Đó. Thì nó có hai hai ổ USB ha, và cũng đồng thời là cái ổ ghim điện. Rồi thì thông thường cái loại này mà 2002 ha cả nhà, thì nếu mà cái nó không phải là double cap á, thì ngay chỗ này nó sẽ có cái máy lạnh cho mình ha, nó có cái máy lạnh thổi ra. Nhưng mà cái này là double cap thì nó không cần cái máy lạnh, tại vì nó quá gần rồi cho nên họ không có gắn cái máy lạnh ngay chỗ này. Cái limited thì nó cũng tùy theo cái dạng ha, không phải cái nào nó cũng giống cái nào. Giờ mình kéo cái này xuống, đúng rồi, mình kéo cái sợi dây này, mình kéo cái sợi dây này cái nó sập xuống. Rồi thì ở bên cái này hôm bữa mình cũng có chia sẻ rồi, nhưng bữa nay mình chia sẻ lại ha. Ở phía sau mình nó cũng có luôn cái chỗ để mà mình bỏ đồ ha, bỏ thêm đồ nếu mình muốn. Nó không có bự lắm đâu. Còn ở đây là cái thùng thùng dỗ của cái máy ha. Thì hôm bữa mình cũng đã nói rồi. Bữa nay mình nói sơ lại thôi nha. Rồi, bây giờ mình sẽ đẩy lại. Và đèn ở đây thì nó cũng có đèn ở đây ha. Hôm bữa quay ban ngày thì không có thấy rõ đèn đâu ha. Giờ nó sắp tối thì cả nhà thấy nó rõ ràng hơn. Thì ở bên này cũng vậy ha.
bên này. Cũng giật ra thì mình mở nó có những cái đồ để tháo bánh xe xe cua của mình ha. Giật ra cái ghế thì mình cũng dở giống như bên kia ha. Thì lát nữa mình sẽ chia sẻ về cái bảng giá thì cả nhà sẽ xem thử cái máy này ha. Thì cái này thì hôm bữa cũng cũng có chia sẻ là nó cũng có đèn luôn ha. Những cái kiếng để mà làm đẹp á cũng có đèn. Ở bên này thì nó cũng có cái khóa và tự động khóa, và những cái nút này nó toàn bộ là tự động hết ha cả nhà. Nhà nhận một cái nó chạy tự động xuống chứ không phải cần nhận mà đè ha, không phải nha. Có nhiều chiếc á, thì cả nhà phải nhận và chờ nó, nhưng cái này chỉ nhận một cái là nó tự động nó quay xuống thôi, mình không có phải đè nữa ha. Rồi khi mà lên cũng vậy, mình chỉ nhận, mình chỉ kéo ngược lên cái là nó tự động nó chạy lên ha, mình không cần phải đụng cái tay vô nữa, chỉ kéo một cái là thả tay ra là nó sẽ chạy lên ha. Thì cái bục cục này là của cái máy quay phim của mình ha, bữa mình cũng có chia sẻ rồi. Đèn ở dưới cửa nó cũng có luôn. Cái phía sau thì nó không có ha, tại vì nó nhỏ quá cho nên nó không có cần cái đèn. Thì nếu mà ai đã biết cái này rồi thì thôi ha, còn chưa thì mình chia sẻ luôn. Anti-lock này là để cho khóa an toàn cho em bé nó không có mở ra được đó ha. Thì đại khái là vậy. Mình biết rất là nhiều người biết cái vấn đề này và chắc cũng có một số người cũng không có rành ha, thì mình chia sẻ luôn. Mà khi mình nó nằm lên trống giống vậy đó là ở trong mở ra được, còn mà khi mình đã xuống giống vậy đó thì nó không có, mình không có mở 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 ra được ha. Cái chốt ở trong nó không có hoạt động, chỉ có ở ngoài thôi. Thì nó giống như cái dạng mà xe của police vậy đó, khi mà họ lóc lên giống vậy là cái người ở trong không có mở được ha. Thì đa số xe nào bây giờ cũng có cái này chứ không phải xe riêng gì chiếc xe này ha. Thì mình chia sẻ giống vậy nó để bảo đảm cho em bé nó không có kéo ra đó. Cái này mình nghĩ nó cũng là một cái luật ha, để em bé nó không có mở cửa rồi nó lọt ra ngoài á. Thì nó là đây, thì bốn cửa mở ra nó giống vậy ha. Thì trong tương lai có thể lực sẽ gắn cái đồ xếp ha, gắn cái mình sẽ thay cái này, thay cái đồ bước lên đó, cho nó xếp vào ha. Khi mình đóng cửa nó sẽ xếp vào, và khi khi mình mở cửa nó sẽ chạy ra ha. Thì cái đó chỉ là trong tương lai thôi ha. Ok, bây giờ mình sẽ vào trong, mình mở máy lên. Chị thể sẽ thêm một vỏ ít nữa, đóng cái này lại. Có thể là mình sẽ cho cả nhà xem luôn cái máy, tại vì hôm bữa mình rửa nhưng mà trời nắng quá đó, mình không có thể quay rõ ràng cái máy cho cả nhà. Cho nên bữa nay thì sẵn dịp mình sẽ, thì cái chỗ mở cái nắp ở đây ha. Thì cái máy hôm bữa mình rửa thì tới nay nó cũng còn trong vậy, nó cũng có bụi rồi ha cả nhà, nó cũng có bụi rồi nếu mà cả nhà để ý, nó có bụi ở trong này rồi đó. Thì Twin Turbo nó dùng hai cái air filter ha cả nhà, bên đây một cái ha, bên đây một cái, lau cho nó sạch sạch rồi cho cả nhà dòm cho thấy rõ. Bên đây một cái rồi, ở bên đây một cái nữa ha, bên đây cái nè, hai cái air filter ha, hai cái đồ lọc gió ha cả nhà. Còn chì này kia cái nọ nó nhiều lắm mình không biết. Cái này tôi có trồng giới không tới, cài đi giống vậy được rồi đó. Thì nó cũng dùng hai cái đầu chống bằng 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 hơi phải không, phải nói bằng hơi không vậy luôn. Cái này là mới mới rửa hôm nào, mới lau hôm nào đó, nay nó giống vậy đó. Thì đây là cái đầu của nó ha, đầu của nó. Thì hôm bữa mình cũng có nói là nó có những cái máy quay phim, thì nó đây nè, nằm đây cái trước ha. Thì cái loại này cũng có loại có loại không, chứ không phải loại nào cũng có cái máy quay phim trước ha cả nhà. Rồi thì hai cái kiến hậu hai bên ha cả nhà, nó cũng có cái thì hôm bữa cái video kia mình cũng chia sẻ rồi nhưng mà mình không có làm cho kỹ á.
Thì hôm nay mình làm cho nó kỹ kỹ một chút này, hy vọng cả nhà thấy ha. Trên có ánh nắng mặt trời cho nên đó là cái máy quay phim của nó ha, cho hai bên hông của cái kiến hậu đó. Rồi cái này thì mấy phần này thường thường là bổ sung thôi ha cả nhà ha. Hồi xưa kia chiếc truck cũ của mình nó không có cái này nha, để mình chia sẻ đó. Mình sẽ mở máy lên thì ban đêm cái đèn nó sẽ tự động mở ha cả nhà, mình không cần phải mở ha, và nó sẽ báo cho mình biết. Cả nhà nhìn kỹ trong cái màn hình ha, thì ở phía sau nó lên cái màu đỏ, có nghĩa là cái nắp của mình ở phía sau chưa có đóng lại ha cả nhà, nó cho mình biết đó. Nó cho mình biết là cái khu vực nào nó đóng, cái khu vực nào không đóng, kể cả cửa. Ví dụ thì có nhiều cái đời xe đời mới bây giờ thì mình nghĩ có hết á, chứ không phải là riêng chiếc này đâu ha. Thì cái cửa này, để coi, thì chiếc xe này mình đề máy lên, nếu mà trong vòng một tiếng đồng hồ mình không chạy nó sẽ tự động tắt máy ha cả nhà, nó sẽ tự động tắt máy. Nãy nó lên cái màn hình đó, đó cái thông tin cho mình biết, nó nhắn tin cho mình biết á đó. Thì cái cửa bên phải ha, và đồng thời nó có rất nhiều cái chức năng ở trong cái màn hình này ha. Để mình mở cái đèn này lên nha. Bây giờ mình mở cái đèn này lên, đây nó có một cái đèn, đây nó có thêm một cái đèn. Rồi ok, đây cái này nó về thông tin của điện thoại ha. Rồi nó có nhiều cái chức năng để cho mình cài đặt, để mình quay sát vô cho cả nhà thấy ha. Thì mình chỉ bấm cái nút này thôi ha cả nhà, hai cái nút, mấy cái nút ngay chỗ này ha, mấy cái nút ngay chỗ này đó. Rồi bây giờ mình để sát vô cho cả nhà thấy ha, cho rõ. Rồi bây giờ mình sẽ bấm cái nút này đó. Mình cứ việc bấm xuống rồi nó setup cách cài đặt cái R1 này kia cái nọ, là những chức năng nó nằm ở trong này hết đó cả nhà ha. Rồi mình qua đây thì trong này nó để cho mình biết cái bánh xe của mình ha, nó còn bao nhiêu cái hơi ở trong đó đó. Thì cả nhà nhìn thấy 32 bốn cái bánh nó đều hơi hết á. Cái xe cũ của mình thì nó không có cái vấn đề này ha cả nhà. Khi mình bị bánh xẹp á, nó sẽ nổi cái đèn lên thôi, nhưng mà mình không có biết cái bánh nào hết ha. Nhưng mà cái loại này thì khác, khi mà cái bánh bị xẹp á thì nãy giờ không biết có thâu tiếng không có sợ quá. Bánh xẹp á thì mình không cần phải ra chạy xuống xe mình coi, mình chỉ cần bấm nút ở đây thôi thì nó sẽ cho mình biết ha. Mình quay trở lại nè, đó nó sẽ cho mình biết đó. Nó có nhiều cái sử dụng ở trong này hay lắm, nó rất là tiện cho mình á. Rồi bây giờ mình xuống cái này, cái đồng hồ. Rồi cái này là cái gì, cái này có thể là cái sự cân bằng của chiếc xe chạy ha, mình đoán vậy đó, không biết. Dạ yeah. Nó cho mình biết là mình xuống dốc hay lên dốc gì đó, đại khái là vậy ha đó. Nhưng mà cái này là cái chức năng để mình điều khiển, mình chỉnh nó ha. Rồi bây giờ mình đi ra, đó là cái đồng hồ cho mình biết của chiếc xe này nó sẽ hoạt động như thế nào ha. Rồi coi gì nữa, ok. Và cả nhà cũng nhìn thấy ở đây nó có một cái cục pin và cái đồng hồ ha. Và cái cục pin này nó sẽ báo cho mình biết, cái đồng hồ này sẽ báo cho mình biết cái cục pin mình nó còn bao nhiêu volt ha. Thì bây giờ cái cục pin của mình đoán chắc 10 9 10 11 12 ha, 12 volt không? Mình đoán vậy thôi ha. Thì đại khái mình dòm cái kim nó còn giống vậy là cái cục pin của mình còn tốt ha. Cục pin của chiếc xe nó còn tốt. Đại khái đi. không biết xài, xin lỗi cả nhà. Rồi bên này nó cũng có cái đồng hồ cho mình biết cái dầu mình nhiều hay ít ha, nhiều hay ít đó. Thì đại khái là vậy ha. Thì mình hôm bữa mình có một cái nút mà mình bấm nó sẽ tự thắng đó cả nhà, nhưng mà bữa mình quay quá xa mình không có để đưa cho cả nhà xem, thì bữa nay mình quay gần lại ha, mình quay gần lại mình bấm cái nút đó này nha.
Đó, thì khi mình bấm cái nút đó thì nó báo cho mình biết là nếu có cái vật chướng ngại đằng trước hoặc đằng sau nó là mình sẽ bị nó sẽ đụng vô ha, nó sẽ sao nó sẽ hung đó, nó sẽ hung vô chứ nó không có ngưng lại đâu ha. Thì cái đèn đó báo cho mình biết giống vậy. Thì thông thường mình kéo cái R1 là mình sẽ tắt nó đi, tại vì nhiều khi cái R1 mình dê mà nó sát quá đó, cái ổng đèn ổng thắng lại à. Nó đụng thì nó không có đụng vô đâu nhưng mà ổng thắng lại đó. Còn ở đây thì hôm bữa mình cũng đã chia sẻ về cái vấn đề chạy hai cầu ha. Và ghế đây là một cái ghế bên này là ghế của máy lạnh ha, à, máy 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 nóng ha. Nó có máy nóng nè, để mình coi đó, họ để là cái heat lên, còn cái bên là cái quạt ha. Thì khi mình bấm vào đây thì cả nhà sẽ nhìn thấy nó lên đèn ha, ba cái đèn không là của cái heat. Rồi mình tắt, nên giống như mình set, mình cài đặt cái nóng bao nhiêu ha, nóng bao nhiêu, nóng nhiều thì 3 chấm, nóng ít thì 2 chấm. Còn cái này là cái quạt ha, cái quạt cho cái ghế ha. Khi mình bấm lên thì nó cũng có 3 nút giống vậy luôn ha, đó, nhưng nó màu xanh đó cho mình biết. Thì cả nhà nghe cái quạt của cái ghế của lực nó kêu ha. Và nó không phải có riêng một mình ên của lực không, nó có cả cái người người ngồi kế bên ha, thì nó nằm ở bên này, của người nào người đó điều chỉnh đó, cũng có 2 cái. Rồi thì cái dùng cái khu vực này là để cho làm cho kiến cho nó mờ cho nó rõ ha. Đó. Thì đây là cái chỗ để cho cái kiến hậu của mình nó không có bị mù á. Chắc sáng sớm mà gặp sương á thì xe nào mà đậu ở ngoài ưa bị mù á, thì nó cũng có cái chức năng này để mà mình mở cho nó tan đi ha. Rồi ở dưới này nó cũng có cái đèn ha, cũng có cái đèn ở đây cho nó chiếu xuống cho nó sáng cho mình thấy đường ở trong cái học này ha. Thì cái chỗ này hôm bữa mình cũng chia sẻ là sạc pin, nhưng mà điện thoại của lực không có, nó bị có cái vỏ bảo vệ cho nên nó sẽ không có sạc được ha. Chứ thông thường nếu mà cái phone thường thì mình thả vô đây là nó sẽ sạc. Thì trong này nó cũng có đèn luôn ha, trong cái chỗ đựng đồ nó cũng có cái đèn cho mình đây, cũng có cái đèn đây ha, cho nó sáng cho mình thấy đường á. Thì cái chỗ sạc pin đó mình xài không 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 xài được thì mình sẽ dùng dây ha. Nó cũng có 2 cái lỗ cắm ở trong này cho mình để mình dùng ở trong này ha. Rồi đây cái nút này hôm bữa mình cũng chưa chia sẻ rõ ràng ha, cái nút này ha. Để coi, thì cả nhà thấy nó tow and hold ha. Cái này là khi mình kéo trailer mình sẽ bấm nó vào ha, nó làm cho cái máy mình, có thể là nói là cái máy mình nó mạnh hơn hay gì đó thì mình không biết, nhưng mà họ đã làm ra cái nút này thì có nghĩa là nó có cái lý do của nó ha. Cho nên khi mình bỏ cái R1 mình vô thì mình sẽ bấm cái nút này ha. Rồi ở bên này thì nó có cái mình sẽ dặn cái nút này và mình chia sẻ trên cái màn hình ha, cái nút mình mới chỉ đó. Hiện bây giờ nó nằm ở support ha. Cái này có thể là nói là cho thể thao hả, phải không, cả nhà thấy không? Bây giờ bấm đó, nó lên cái chữ support ha. Bây giờ mình quay trở lại bình thường đi ha. Rồi bây giờ mình thử lại ha, bây giờ mình sẽ qua bên cái support nè ha. Support đó, nó sẽ nổi lên cái chữ support cho cả nhà thấy. Thì cái support này mình nghĩ chắc là để đua hả cả nhà? Support này có phải không phải để đua không thì xin xin cả nhà cho biết nha, mình không có rành đâu, mình nghĩ thể thao ha, nói chung là thể thao ha. Rồi mình bấm thêm, mình dặn thêm cái nữa, dặn qua cái nữa coi. Okay, normal, ok, normal, drive mode ha, normal. Rồi một cái này eco ha, cái này nó chạy đỡ hao xăng ha. Rồi nó chỉ có ba cái chức năng này thôi ha. Thì mình vẽ lại normal ha. Thì khi mình để coi, mình để eco rồi mình thả ra coi nó nổi lên trên này sao. À, nó nổi lên trên đó eco trên sao. Ok, thì cái nút đó là nó là cái nút này. Và mình cũng muốn chia sẻ ha, khi mà lên highway cả nhà muốn qua lên ha. Là cái nút này bây giờ mình sẽ để lại cái chỗ normal ha. Ok. Rồi.
Khi mà lên highway ha, cả nhà muốn qua lên, nhưng mà có nhiều người mà giống như mà họ họ kiểu như mà kiểu đại khái là khó qua ha, mà mình đã tới cái mức mà nếu không qua là mình bị hú cái exit á ha. Thì mình đã thử một lần ha, cả nhà chỉ nhấn ga thôi là cái hai cái turbo của nó, hai cái turbo của nó sẽ hú lên và nó chạy, bảo đảm cả nhà nó không có phải mà giống như cái dạng xe mà xe nào thì mình không biết ha, nhưng mà chiếc xe cũ của lực á, nếu mà mình nhận giống như vậy mình chạy, mình cảm thấy chiếc xe mình nó giống như nó không có chuẩn ha, nó không có thẳng á. Nhưng mà chiếc này cả nhà nhận lên thì cái tốc độ nó chạy rất là lẹ, nhưng mà chiếc xe mình không có bị sàn ha cả nhà, nó không có lắc qua lắc lại giống như cái loại cũ á. Cái loại cũ mình chạy, nhưng mà mình khi mà mình nhận ga đó là mình cái tay lái mình phải giữ cẩn thận ha, còn cái này thì không có. Mình nhận thiệt là mạnh lên là cái hai cái turbo, twin turbo nó sẽ active ha, nó sẽ hoạt động và mình chạy chiếc xe nó rất là smooth, nó rất rất là chuẩn, nó không có bị mà giống như mình cảm thấy nó sàn ha. Thì mấy cái này hôm bữa mình cũng có chia sẻ, một cái là của R1 nhưng mà lực không có kiểm soát, nó không có dùng tại vì cần cái đường dài để mà mình cài đặt. Rồi cái ở đây thì 360, cái nút view này ha cả nhà, cái nút view này mình khi mình bấm vào thì nó chiếc xe nó sẽ nổi lên giống như vậy cho mình thấy là toàn bộ của chiếc xe ha, đó mình thấy vòng ngoài luôn ha, đó cho mình biết ha. Và cái chức năng này nó chỉ hoạt động khi chiếc xe đậu thôi ha, còn nếu mà khi mình chạy thì nó sẽ khác, để mình vô số coi. Rồi thì khi mình chạy thì nó sẽ có cái những cái chức năng khác, mình sẽ bấm vào đây những cái bộ phận ở trong này khác ha, để mình coi thử coi cái này đằng trước hả, đằng trước cái trần không, à cái trần, đây là cái trần, cái trần khi nào mình vô số thì cái những cái chức năng này mới hoạt động ha cả nhà ha. Đó thì cái trần. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại trước ha. Rồi này nó quay lại chỗ cũ của nó rồi ha, nó tự động quay lại chỗ cũ. Đó thì cả nhà thấy bằng đêm. Giờ mình để số dê đây, số dê là cái màn hình ở phía sau ha. Cái máy quay phim ở phía sau ha cả nhà ha. Nó cho mình thấy, đó, cho mình thấy mình đang dê ha. Thì hy vọng cả nhà ta thấy ha. Đó. Rồi mình chạy tới thì nó sẽ, thì họ để hai 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 bên cho mình thấy ha. Đây, một bên. Bên nhỏ ha. Bên nhỏ. Một bên nhỏ. Để khi mình một bên nhỏ và một bên bự ha, mình có thể theo dõi. Cái bên bự nó dễ dòm khi mình dê ha. Đó. Thì khi mình chạy tới thì cũng vậy, nó cũng có hai bên cho mình thấy ha. Đó. Cũng có hai bên cho mình thấy. Tại hôm bữa ban ngày nhiều khi cả nhà không có thấy rõ ha. Thì tất cả trong này nó đều có đèn hết cho mình thấy ban đêm ha cả nhà. Đèn ở dưới chân. Rồi cái này hình như là cái gì ta? Này có mở ra được không vậy ta? Không, được. Nó có cái chỗ để cho mình để ly ha, để ly uống cà phê hay là uống bia gì đó. Uống bia này chắc ngồi uống bia, vừa đi câu cá vừa uống bia ha cả nhà. Đó, thì nó cũng có cái này khi mình muốn để hai cái ly, phải không? Đúng rồi, để hai cái ly, tại vì mình chạy có mình ơn mình không bao giờ mình sử dụng nó cho nên mình không có biết. Thì cái này hôm bữa thì mình cũng chia sẻ rồi ha, để mình đẩy xuống này cái sao kéo lên rồi xuống đây. Một tay cũng được, để này mình mở ra thì nó sáng như vậy đó. Nhìn thấy sáng chưa? Thì hôm bữa mình bấm cái nút nào ta, thì nhận để mở hả? Yeah. Rồi đóng thì mình kéo xuống đó. Thì ở trong này mình cũng dòm ra, mình thấy hai cái đèn bên hai bên hông không,
Thì bên này nó cũng có cái đồ làm đẹp cho mình, thì nó cũng có cái đèn sẵn cho mình luôn ha, cho nó sáng. Nói chung là chỗ nào cũng có đèn. À, ở trong này như nó cũng có cái gì á, đúng rồi. Trong này nó cũng có luôn, trong cái hộp đựng giấy tờ cũng có cái đèn cho mình luôn ha. Thì trong này nó cũng có cái ổ khóa cho mình ha. Thì trên này nó cũng có hai cái để mình thâu cái tiếng khi mình nói chuyện thì nó thâu vào ha. Và cái vấn đề mà mình đăng ký những cái đồ chơi khác thì mình phải trả tiền, nhưng mà Lực không có đăng ký cho nên nó cũng giới hạn trong đó, cho nên là không có chia sẻ đến cùng cả nhà ha. Còn cái này nữa thì những cái app này ha, những cái app của iPhone thì nó nằm ở trong này hết. Uổng một cái là nó không có nó không có YouTube ha cả nhà. Nghe nhạc được thôi nhưng mà không có YouTube, uổng cái nó không có YouTube cho, phải có YouTube nữa là hết chỗ chê ha. Có thể cái này là nó bị giống như nhà nước không có cho ha, nhà nước không có cho làm cái vấn đề đó cho nên nó không có vào đây được. Tại vì lúc chạy xe mà có YouTube mình coi mình sẽ bị chi phối ha, mình bị chi phối đó. Ở trên này thì cái mặt kính bây giờ mình xài là mình để là không có cái máy quay phim ha cả nhà. Và bây giờ nếu mà ban đêm mình chạy mình muốn mở lên á thì mình sẽ mở cái này lên ha. Okay, đúng không? Đó thì nó sẽ lên thành cái máy quay phim cho mình. Máy quay phim nó chiếu vô ha. Đó. Thì nó là giống như vậy. Rồi. Để mình bấm cái này lên đi. Mình mở cái đèn. Cái nút này là đèn emergency ha. Đó. Để mình đi ra đằng trước mình cho cả nhà xem. Nó là LED, nó không phải là cái đèn thường giống như cái xe đời cũ ha. Cái này mình quay ban đêm luôn, tại bữa ban ngày không à. À, đó, đó nó chạy giống vậy ha cả nhà ha. Thì cái kính hậu nó cũng có cái đèn xi nhan luôn ha. Rồi ở đằng sau. Cái này là ban đêm ha. Đây là 2022 ha. Tantra 2022 limited ha. Double cap. Là vì cái cửa của mình cũng còn mở cho nên cái đèn ở sau nó cháy ha cả nhà. Đèn của cái trần nè, không? Tại vì cái cửa mình mở đó. Đó, nó mở cho nó soi sáng ở dưới này. Cả nhà nhìn thấy không? Đó, soi sáng luôn đó. Hơi lạnh ha cả nhà, hơi lạnh cho nó ra khói. Trời hơi lạnh. Cả nhà đã coi rồi thì biết nó là hai cầu chạy bốn bánh. Hôm bữa mình xuống dưới biển mình đã thử rồi ha. Nó chạy rất là smooth. Yeah. Mình để hai cầu chạy một cầu nó chạy không lên, nhưng mà mình bỏ hai cầu thì nó chạy lên ha. Một cầu thì nó cũng lên nhưng mà mình cái nó không có lún sâu lắm đâu, nhưng mà mình muốn thử cái hai cầu á cho nên mình bấm thử qua cái hai cầu thì nó chạy lên rất là ngọt, nó không có giống như khó khăn cái kiểu một cầu ha. Đây là bên hồng của nó. Nó quay thì quay cho rõ ràng cho cả nhà xem luôn đó. Đó. Hôm bữa thì nó không có nhiều chi tiết lắm ha. Thì nó cũng có luôn cái chức năng này ha. Nó có chức năng là tự tự động giống như là mình tự giống như mình đứng từ xa mình mở máy ha. Mình mở máy lên ha. Bây giờ cả nhà để ý ha. Đây. Đó, thì mình bấm ba cái nó sẽ tự động đề máy lên. Đó. Thì cái video trước mình cũng đã chia sẻ rồi ha cả nhà ha. Nhưng mà cái này mình muốn chia sẻ lại lúc ban đêm rồi ha. Đó. Thì cái đèn nó giờ nó không có cháy lên nên cả nhà mình đề máy nó không có chạy cho nên mình không có vô trong á, nó không có cháy lên thôi chứ không gì hết á. Khi nào mình vô trong á đó. Thì cái nó đề khi mình đề máy lên giống vậy đó thì trong vòng 10 phút nó sẽ tự động tắt nó ha, nó sẽ tự động tắt.
Và khi mình đề máy lên hình như ở trong nó cũng có cái màn hình nó vẫn work ha, nó work cho mình thấy đó. Đó rồi, nhưng mà nếu mình dùng cái app trả tiền á, thì mà mình chỉ khóa một lần rồi mình bấm nó không có kêu đâu ha, nó chỉ nổ máy thôi, nó không có kêu tót tót đâu ha, nó chỉ đề lên thôi. Còn mình xài bằng cái remote của mình thì nó kêu giống vậy đó. Rồi bây giờ mình sẽ tắt ha. Khi mình tắt thì mình chỉ cần bấm vào cái nút này thôi thì nó sẽ tắt ha, là nó mở cửa ra. Trong vòng mấy chục second nếu mình không ra thì cái cửa nó sẽ tự động nó khóa trở lại ha. Thì cả nhà để đó, cả nhà xem ha. 10 second hay cái gì đó mình không biết. Thì cái phần này để mình coi coi. Ở phía sau nè ha. Ở phía sau nè. Đó, nó cũng có cái remote thì hôm bữa mình cũng đã chia sẻ rồi. Đó, thì khi mình bấm thì nó cũng tự động nó mở ra ha. Mình tại vì mình muốn cho nó trọn vẹn vô trong cái video này á, cho nên mình làm thêm thôi ha. Đó. Chứ ai coi cái kia thì cũng biết cái chức năng này rồi. Ui da. Và cái cửa đằng trước thì cái này mình mở chứ đằng trước nếu mà mình không có tới mở cửa của nó là lát nó cũng tự động nó lóc lại ha, tự động nó khóa lại. Thì đa số xe đời mới bây giờ đó nó giống vậy đó, đa số xe đời mới bây giờ là nó giống vậy thôi. Nếu mà mình mở cửa mình unlock nó mà mình không lóc, mình không ra mở cửa là nó tự động nó lóc lại. Thì xe đời mới nó giống vậy. Thì nếu mà ai ở Mỹ mà có những chiếc xe đời mới thì biết. Còn mình chia sẻ cái này là đến những ai chưa có từng thấy á, thì mình chia sẻ đến cho mọi người biết thôi. Rồi thì đây là phần bổ sung hả cả nhà, tại vì hồi tối nó tối quá mình không có nhớ hết. Thì ở dưới cái, nếu cả nhà thấy ở dưới kính hậu ha, kính hậu nó cũng có một số nút để cho mình điều chỉnh nè ha. Đó, ở kính hậu đây giống như để mình cài đặt cho cái đồ mở cửa nhà đậu xe ha. Thì nếu mình cài đặt vào thì mình không có cần phải dùng cái remote của cái cửa nữa ha, mình chỉ bấm nút ở đây thôi. Đó thì nó có ở dưới này, cái phần ở dưới này của cái kính hậu ha, kính hậu ở trong đó. Đó rồi, hôm qua cái cửa mình có nói mấy cái cửa kính ha, thì cái cửa này là cửa ở bên cái nhà chờ tí ha, cái cửa này là cái cửa ở bên cửa kính ở bên tài ha. Thì cái mình chỉ cần bấm một cái nút này thôi, cả nhà để ý ha, mình bấm mình thả tay ra ha. Đó thì nó sẽ tự động nó xuống, nó mà không ấy rồi mình máy lên thì đó nó cũng tự động nó chạy lên, mình thả tay ra ha, mình không cần phải nhận giống như có nhiều cái chiếc xe khác ha. Thì ở bên này cũng vậy, thì có nhiều chiếc xe nó làm chỉ bên tài thôi ha, chỉ ở bên tài là nhắn mà người ta thả tay ra thôi. Còn mấy cái cửa khác thì phải nhấn và chờ. Nhưng có nhiều chiếc xe chứ không phải chiếc nào cũng vậy ha cả nhà. Những chiếc xe mà đắt tiền một tí thì nó nhiều cái chức năng hơn. Thì bên này mình cũng làm giống như vậy ha. Để bên mình đang ở bên tài thì mình sẽ nhận một cái thì nó cũng chạy xuống. Đó. Mình nhận cái mình thả ra thôi. Mình kéo một cái nó thả ra là tự động nó chạy lên. Đó, rồi. Cái này hôm bữa không biết mình có chia sẻ chưa. Thì hy vọng cả nhà thấy ánh nắng mặt trời. Ok, cả nhà thấy cái ký hiệu của hai cái này ha, của chiếc xe thì xe đời mới giờ đa số là mấy cái chiếc mà đắt tiền thì sẽ có mấy cái này ha. Đó thì hai cái ký hiệu đó là giống như họ họ sao, giống như khi họ làm cho mình khi mà có chiếc xe bên hông mình mà mình không có nhìn được á ha, mình không có quan sát được thì cái đèn nó sẽ báo lên là có chiếc xe bên hông để cho mình đừng có chạy qua ha, đừng có qua lên đó, đại khái là giống vậy đó. Thì nó có cái hiệu đó. Thì cái sunroof hả, cái sunroof thì nhà nào có xe thì cũng biết xe sunroof thì xài làm sao thì mình biết rồi ha. Open đó. Thì nó kéo luôn cái đồ che nắng ha, còn mà lúc mình đóng lại thì nó sẽ chỉ đóng cái kiếng thôi đó. Mà cái này hình như là mình đưa lên đưa xuống được nữa. Đó, nó mở ra cho cái gió vô ha, là làm giống vậy.
Rồi giờ mình close ha. Rồi mình đóng lại ha. Đó, thì cái chức năng của cái sunroof nó giống vậy. Rồi đóng này lại coi. Đề máy thì nó dùng bằng cái nút bấm ha, không có dùng bằng chìa khóa. Rồi, mấy cái chức năng này pull on pull off thì nó chắc của cái thắng lúc mà mình đậu á, lúc mình đậu đèn xanh đèn đỏ mình muốn làm gì, muốn thả tay muốn thả chân gì đó thì mình dùng mấy cái nút này ha. Cái này thì hạ cái đuôi của xe mình xuống lên hoặc xuống ha, thì nó lên xuống khoảng chừng 2 inch ha cả nhà, mình cũng không rõ ràng lên vấn đề đó, nhưng mà mình có thử rồi, nó xuống và lên ha, nhưng mà không biết bao nhiêu lên xuống bao nhiêu thì mình không có để ý, mình không có đo cho nên mình không biết. Còn cái nút này thì mình nghĩ là chắc nó để cho cái bánh xe của mình nó chạy đều ha, chạy thẳng ha, nó không có bị quằn quằn quẹo gì đó. Đó, track ha, đúng rồi đó, track up đó, để mình quay rõ lên trên này coi. Khi mình nhận vào cái nút đó thì nó sẽ nổi cái đèn này lên ha. Yeah, traction control turn off. Yeah. Đó là lý do khi mình chạy mà cái turbo mình lên highway mình chạy nó cái xe của mình nó đầm là cái chỗ này. Nếu mình tắt cái này á, nếu mình tắt nó đó thì mình vượt xe giống như qua mặt người ta mà mình chạy tốc độ lẹ thì cái nó sẽ không có đầm ha cả nhà, nó sẽ lắc lư ha, nó giống như nó sàn á. Còn khi mình có cái nút đó thì cái xe mình nó đầm hơn, mình sang lên nó vẫn giữ cho mình theo cái tiêu chuẩn mình muốn ha, không có bị vẫn bị sàn ha. Thì mình đoán là giống vậy ha. Rồi cả nhà nào biết thì chia sẻ thêm cho mình ha. Còn cái này, cái hoa lăng ha, cái hoa lăng mình có thể kéo ra kéo vô ha, thì tùy theo mình muốn ha, để mình thử coi. Bên này nó có cái nút, họ có cái nút nè ha, nút đây. Đó, mình đậy lên là nó khóa lại, rồi mình kéo cái nút xuống. Rồi khi mình kéo xuống thì cái va lăng này nó có thể cử động ha. Mình rút ra ha. Đó, nó đi sát tới mình, không? Rồi mình không muốn thì mình đẩy nó vô. Đó. 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 Cả nhà thấy không? Đẩy đi vô. Bấm kèn. Bấm chung cái kèn nó kêu. Đó, rồi xong khi mình làm xong thì mình lắp cái này lại, mình khóa lại. Đó. Thì cái chức năng này của nó, nhiều người mà ngồi xa đó thì họ muốn đưa cái va lăng ra phía sau thì họ kéo đó. Nó có cái chức năng đó nữa ha. Thì cái đèn này đó là cái đèn của đồng hồ ha, cái đồng hồ này để mình chỉ cho, của cái đồng hồ này mình đó, khi mình nhận vô nó sẽ sáng, nó mờ ha. Rồi cả nhà muốn nó sáng thì bấm thì nó sáng lên vậy đó, đó. Rồi còn một cái nút nữa auto này, cái nút này nè là cái chữ auto, chữ đó nó on đó ha, nó off á, nó off. Đó. Mình làm thử lại ha. Off, nó bị off rồi ha. Thì cái này mình nghĩ chắc khi mà cái máy mà nó chạy bao lâu nó sẽ tắt đâu, nếu mà mình mở cái này lên thì cái máy nó sẽ không tắt ha, mình đoán vậy thôi, không biết đúng hay không. Rồi cái này mình nghĩ đèn pha tự động ha. Yeah, mình đoán vậy thôi, không biết có đúng không ha. Đèn pha tự động có nghĩa là khi mình chạy ban đêm chỗ nào mà tối quá nó tự động nó mở lên, và cái chỗ nào mà có xe chạy ngược tới thì nó tự động nó tắt ha. Giống như mình chạy đang chạy đèn pha trên một cái con đường hai lane, một bên phải và lên trái, và khi ở trên kia có một chiếc xe chạy ngược chiều xuống thì nó sẽ tự động nó tắt, mà nếu không bên kia không có xe thì nó sẽ tự động mở lên ha. Thì mình đoán là nó là cái đèn pha ha, đèn pha auto, đèn pha đó. Thì mấy cái nút này là mình có thể là mình chia sẻ chút đỉnh thì bên này thì cũng của cái thắng của R1, hôm bữa mình cũng có chia sẻ rồi. Đó, thắng của xe R1 ha. Đó. Còn cái nút này thì cái nút của R1 tự động gia ha thì hôm bữa mình cũng có chia sẻ, khi mà mình gia thì nó phải nó sẽ tự động nó làm, mình cái bổn phận của mình là đạp ga thắng và đạp ga nhẹ nhẹ thôi ha. Rồi cái vấn đề gia nó sẽ gia cho mình không cần phải dùng hoa lăng ha, mình không cần dùng tay lái. Nhưng mà cái chức năng này thì mình cần phải cài đặt với một cái quãng đường xa, mình không biết bao nhiêu xa đó, mình phải cần cái quãng đường xa và dài và thẳng để mà nó cài đặt cho mình. Thì Lực không có dùng giống như vậy, hôm bữa Lực cũng có nói rồi ha. Thì bữa nay mình Lực chia sẻ thêm để bổ sung vô ha. Rồi
đây nó cũng có cái USB, và trên này nó cũng có một cái chỗ để cắm nữa ha. Trên này nó cũng có cái chỗ cắm nữa, rác hay gì trong này lau xe nó cũng có cái chỗ cắm điện cho mình. Rồi thì speaker thì ở đây nó cũng có một cái ha, ở bên đó nó cũng có một cái, hình như ở trên này hai cái hay gì đó, mình đoán không biết phải không hai cái ba cái, còn cái này là cái gì thì mình không biết ha, ngay chỗ này không biết, kệ nó đi cái nào biết thì chia sẻ, còn cái nào không biết thì không chia sẻ đó. Thì cái camera mà của mình cài đặt thì nó nằm ở đây ha, của cái máy quay phim ha, một cái quay ra phía sau và một cái nằm ăn trước, thì cả nhà cũng thấy hôm bữa mình cũng chia sẻ rồi, nhưng mà bữa nay sẵn thì mình chia sẻ thêm, mình bổ sung thêm để ai coi khỏi mất công đi tới đi lui ha, giống như là coi lại cái kia làm gì cho mất công, chỉ coi cái này là nó đầy đủ ha. Thì airbag ở đâu đây nó cũng có một cái airbag nữa hả, phải không? Dạ yeah. Mấy cái bọc bảo vệ cho mình đó, nó nhiều airbag lắm, nó nhiều airbag lắm, nó nằm tùm lum luôn à, hình như ở trên ghế cũng có luôn nè, để coi. Đây ở đây nó cũng có airbag luôn ha, đó mấy cái chỗ cái khi mà có tai nạn thì nó sẽ bung ra, để mình quay lại mỗi bên cái ghế đâu rồi à, yeah, đây cái nữa ha, ngay chỗ này nó cũng có airbag ha, yeah. Đây nó cũng có ha. Thì cái phần này thì mình chia sẻ thêm một chút, hôm qua mình chỉ chia sẻ về những cái app của cái điện thoại thôi, bữa nay mình chia sẻ một ít về cái của chiếc xe ha, là chức năng ở trong này mình có thể cài đặt ở đây ha, thì cái thông tin những gì mình muốn cài đặt ha thì nó nằm ở trong này đó. Bluetooth này, general giống như mình muốn cài đặt cái gì ở trong này thì đại khái thì mình vào trong này ha, của chiếc xe ha, wifi ha, có wifi nè, rồi cách cài đặt của chiếc xe nè, cửa, đèn, rồi ra vô, khi mình ra vô thì cái này là mình họ sẽ cho mình thấy cái seat của mình ha, cái chỗ ngồi của mình có thể cài đặt là nó chạy ra phía sau hết, hoặc là mình cài đặt là nó sẽ chạy, đây là cái nãy là partial này là nó chạy một ít thôi, nó không có chạy hết, còn full là nó chạy hết ra để cho mình dễ đi lên đi xuống xe ha cả nhà. Thì cái này nó nằm ở bên tài thôi ha, nó không có bên kia, chỉ có một cái ghế bên tài thôi đó. Thì lúc nào là cũng set một nửa này thôi, là không có set nhiều đó. Thì khi mình mở cái seat belt ra là nó cái ghế nó sẽ dè ra phía sau cho mình để mà mình đi ra cho dễ đó. Rồi về cái này thì nó về nhà máy lạnh ha, về máy lạnh, máy điều hòa đó, đó. Thì mình cũng sẽ turn on, turn off, rồi mình kiểm tra, mình cài đặt nó trong đó ha. Rồi, chiếc xe thì nó sẽ cho mình biết là mình bao nhiêu cái thời gian mình chạy như thế nào ha. Đó. Rồi cái trip đó, đại khái là những cái này, rồi history mình chạy bao nhiêu xa rồi ha. Cái này 14 mile 14 mile hả? Cái này chắc mình chạy 14 mile per gallon, mình chạy cái kiểu chắc chạy vừa chạy vừa thắng, với lại có cái cái gì? Cái R1 hả? Mình đoán vậy không biết phải không? Đó. Vehicle information, vehicle alert. Và khi có những cái gì ở trong này trục trặc trong chiếc xe thì cái nó sẽ báo cho mình biết ở trong này ha. Mình đoán là giống vậy. Rồi. Ở bên này thông tin của cá nhân, personal. Đây này là chung. Notification, software update, vehicle services on. Cái này là giống như cái dạng mà khi mà cần tu bổ hay gì đó thì nó sẽ báo cho mình biết ha. Rồi, display auto, này là display ha, giống như là màn hình ha, về màn hình. Rồi về máy quay phim, sáng hay là không sáng gì đó, đại khái họ chia sẻ mình cách mình cài đặt của nó ha. Nó có nhiều cái thành phần lắm, rồi về thông tin của chỗ bán xe, rồi thông tin về an ninh, phần mềm cập nhật, rồi app đó. Remote connect, reinstall nè, remote connect là cái này cái dạng này là giống như là mình trả tiền ha,
trả tiền hàng tháng cho họ đó thì mình mới xài đó, Remote Connect. Thì cái Remote Connect này hồi xưa mình mới có thì họ cho mình free á, thì mỗi khi mà cửa xe hay là gì là mà không có khóa ha, thì nó cũng gửi thông tin cho mình biết à, chiếc xe của mình chưa có khóa, thì nó nói cho mình, thì mình có thể dùng cái phone mình khóa bất cứ nơi nào ha, nếu mình trả tiền. Tại vì nó là cái trên mạng mà, cho nên nó sẽ dùng bằng cái hệ thống của nó. À, khi mình khóa xe hoặc là mình đề máy xe từ xa đó ha, không phải là có mặt hiện tại giống như mình dùng cái remote thường, cho nên cái thông tin đó là nếu mình trả tiền á thì mình mới dùng được ha, còn nếu không có trả tiền thì mình không có dùng được. Thì mấy cái đó mình không cần thiết cho nên mình không có dùng làm gì. Rồi display hai cột touch me, rồi voice search, voice prompt, và mấy cái này thì mình nói chuyện với nó ha, đại khái là mình cài đặt để mình nói chuyện với nó đó. Nhưng mà những cái phần này thì mình đa số là mình cũng có nhiều cái thì mình cần phải trả tiền hàng tháng thì mình mới dùng được ha, chứ còn nếu không thì nó không có dùng, nó trả lời cho mình nhưng mà mình không có xài được ha. Giống như nó cái chức năng này không có xài được, nếu muốn xài thì phải trả tiền á đó. Đó, đại khái là vậy. Rồi bây giờ mình ra đây đó. Thì để mình chia sẻ lại cái kiến này ha cả nhà. Thì những cái nút hồi nãy mà mình chia sẻ đến với mọi người á ha, thì nó có những cái chức năng ở dưới này, những cái nút dưới này. Thì bây giờ mình sẽ bấm vào đây ha, mình bấm vào đây và cả nhà để ý trên nó sẽ lên một cái khu vực cho mình rồi để mình bấm lại cái nút đó. Rồi nó sẽ chia cho mình thấy. Rồi ở bên này nó có cái nút chéo ha, nút mũi tên. Thì mình chia cả nhà thấy cái màu trắng đây là cái mũi tên qua lại ha, thì mình sẽ dùng cái nút đó để mình điều chỉnh ha. Trước là mình phải vào đây ha, rồi sau đó mình mới đi. Thì bây giờ mình chỉnh cái này đi, thì mình chỉnh cái này cái nhà nhìn ở trong nó sẽ xuống cho mình ha, nó lên cho mình ha. Rồi mình muốn chỉnh cái kế tiếp thì mình cũng bấm cái nút mà có cái hình tròn răng cưa ha, đó thì nó sẽ cũng cái mũi tên, mình bấm qua bấm lại ha, đó bấm qua bấm lại cho nó điều khiển, giống như nó theo cái cách mình muốn ha cả nhà ha. Đó cái cách mình muốn đó. Bây giờ mình để lại chính giữa ha. Rồi và cũng cái nút răng cưa. Cái này chắc lên xuống quá hả, lắc qua lắc lại ha, lắc qua lắc lại thì nó cũng giống như cái kính hậu thường thôi. Thì vì cái kính hậu thường thì mình nắm cái tay mình dặn tới dặn lui, mình làm theo cái cách mình muốn ha. Còn cái kính hậu điện tử thì mình phải dùng nút mình chỉnh đó, thì nó giống vậy đó, chỉnh qua chỉnh lại ha. Mình bấm cái nữa thì nó đổi đó, nó zoom vô hả, zoom vô thì mình có thể zoom đi vào ha, đi sát vào ha. Nó có cái này là kính lúp hả, kính lúp đó. Rồi cái này, cái nút này là của cái garage ha, cái chỗ đậu xe, lại đậu xe. Còn cái nút tròn này, cái hình trái địa cầu á, là cái nút đó, tiếng nó đổi qua thứ tiếng cho mình ha, tiếng Anh tiếng gì đó, nó không biết bao nhiêu thứ tiếng trong đó thì mình không biết. Rồi nút này là của cái đèn, cho nó sáng lên hay là không là tối á, tùy theo mình cách mình muốn coi nó rõ hay không rõ ha. Rồi thì cũng như Lực đã nói là tại vì ban đêm Lực không có đủ thời gian làm đó, cho nên Lực được phải quay thêm để mà bỏ vào cho bổ sung cho nó đầy đủ cho chia sẻ đến cùng cả nhà ha. Rồi còn về cái vấn đề của đèn pha và đèn tự động mở thì nó ở nằm ở đây ha, nằm ở đây đó. Mình có gì thể nào chỉnh xét cái này Lực không có đụng tới, Lực không có màng tới ha, chỉ để ngay chỗ auto, nó muốn làm gì nó làm, kệ tía nó đi, không sao. Còn bên này thì cái đồ gạt nước ha, gạt nước thì cái chiếc xe này nó không có tự động ha cả nhà, mình phải dùng bằng tay, thì Lực vẫn thích bằng tay hơn ha, Lực không có thích tự động cho cái vấn đề gạt nước tự động. Gạt nước tự động mình có một chiếc đó, nó tự động là khi mà có gặp nước thì nó sẽ tự động nó quạt ha, nhưng mình cũng phải điều chỉnh để cho nó nằm ngay chỗ cái tự động.
thì nó mới mới làm việc cho mình ha. Còn cái này thì nó không có cái chức năng đó. Và lực cũng ok với nó chứ không gì hết á, tại vì lực thích dùng cái tay của mình hơn là để nó tự động ha. Đó. Rồi. Bên này thì cái kiến này thì mình cũng đã chia sẻ đến với mọi người, khi mình để số dê thì nó sẽ ập cho xuống cho mình thấy ha. Đó, nó sẽ hạ cái kiến xuống cho mình thấy, cả nhà để ý cái kiến ha. Mình bỏ vô trở lại thì cái kiến nó tự động nó sóc, nó đưa lên thẳng lại ha. Nó sẽ có cái nút ở dưới này. Thì hồi nãy mình lúc mình chia sẻ thì mình đã chia sẻ cái nút này và chỉnh qua chỉnh lại rồi. Nhưng có một điều là như vậy ha. Khi mà cái gạch này mà nó nằm qua bên này á thì cái kiến hậu này nó mới hoạt động khi mình dê ha cả nhà. Đó. Thấy chưa? Và bây giờ nếu mà mình bỏ cái sáng cái trắng nè. Cả nhà thấy không? Thẳng lên giống gì đó, mình để số dê nó sẽ không có chạy ha cả nhà, nó sẽ không có làm việc ha. Đó, để mình làm lại cho coi nè. Mình để số dê thì cái kiến nó nằm yên đó thôi. Nếu mà cả nhà muốn nó ấp xuống á thì bắt buộc cả nhà phải dặn cái nút này ha. Mình bỏ lại, mình đậu đó, mình đang đậu, bắt buộc phải dặn cái nút này qua bên đó. Thì cái chức năng mà dê cái kiến nó hạ xuống thì nó mới làm việc ha. Rồi. Còn nếu không nó sẽ không có làm việc ha. Nó hạ xuống để cho mình thấy cái bánh sau đó cả nhà, cho dễ dè đó. Rồi xong. Thì đây hình như nó có một cái chức năng gì ở đây nữa đây. Chức năng này để làm gì? Radius, ok. Cái này thì nó sẽ tự động chạy ha. Để mình đưa sát vào. Nó tự động chạy là như vậy. Khi mình lên hai quay ha cả nhà ha. Khi mình lên hai quay nó sẽ, mình để cái nút này, cái nút mà mình mới bấm á, và mình hình như là mình cũng phải set hay cái gì đó, mình làm gì trong đó, tại vì hồi xưa mình có chiếc kia thì nó cũng làm giống vậy, nhưng mình cái chức năng, cái cách xài nó khác. Thì khi mình bấm cái đó để mình off lên cái rồi mở lại thì cả nhà sẽ thấy ha. Đó, radar cruise active, please pay attention to order vehicle. Đó, thì cái này nó sẽ tự động chạy ha. Mình lên freeway mình không cần phải nhấn ga hay nhấn gì á, mình chỉ cần cài đặt cái ga thôi. Thì nhà nào, nếu ai đã dùng chiếc xe mà có cruise control thì hiểu về vấn đề này. Và cái này mình chỉ chia sẻ giống như bổ sung để những người chưa từng biết ha. Đó, thì cái nút này mình bấm vào thì nó sẽ lên cái chữ đó. Rồi bây giờ mình tắt. Đó. Thì mình mở lên thì cái ở trên này nó cũng có một cái đèn báo hiệu cho mình biết là hiện giờ mình đang dùng cái chức năng đó. Thì cả nhà cũng thấy cái đèn màu xanh nằm ở đây, ngay chỗ này. Đây, đó. Rồi khi mình tắt thì cả nhà sẽ thấy cái đèn nó tắt ha. Rồi, coi. Tắt, đó. Nó tắt là mình có thể là cái này là mình chạy, mình ên mình chứ không phải nó chạy ha. Đó, khi mình lên trên đường cao tốc. Mình chạy cái đường dài đó mà mình không có muốn đạp ga đạp thắng, mình muốn thả chân mình ra để nghỉ ngơi đó, thì chiếc xe này nó sẽ, thì không phải chiếc xe này không, những chiếc xe đời mới hoặc là 2008, 1980 hả, 1980 thì nó đã có rồi, theo như mình biết ha. Rồi trước nó có trước đó nữa, bao nhiêu lâu thì mình không biết, thì xin lỗi cả nhà. Nhưng mà lúc mình mua chiếc xe năm 90 chiếc Camry đầu tiên của mình chạy là năm 1990 ha. Mình mua xe cũ thôi chứ không phải là xe mới, thì nó đã có cái chức năng đó rồi, nhưng mà mình dùng bằng tay chứ giống như là mình phải dùng bằng cái chỗ này ha, nó không có cái mấy cái nút này đó, mình phải dùng bằng ở bên nó có thêm một cái cây này nữa, nó có thêm một cái cây này nữa để mình dặn mình điều chỉnh đó. Và khi mình chạy trên đường lớn á, là đường cao tốc á, thì mình sẽ chỉnh cái đó và nó tự động nó chạy, mình không cần phải dùng cái chân của mình đạp ga ha. Và cái bánh lái, cái thời đó thì cái bánh lái nó cũng mình phải điều chỉnh bánh lái ha cả nhà. Cái nhiệm vụ của nó là chỉ là hoạt động bằng cho cái ga rồi ha, xăng á. Còn thắng thì mình cũng phải thắng ha. Còn cái chiếc này thì mình chưa dùng thì mình không có biết ha cả nhà. Xin lỗi cả nhà. Thì nhưng mà cái chức năng của nó là ở đây ha. Rồi rest hay là cái gì cộng trừ nhân chia gì ở đây nè ha, ngay chỗ này.
đó là có thể là da mình cộng thêm rest này ha, chắc có thể là mình cộng thêm cái đường mà người ta cho chạy bao nhiêu mile một giờ đó thì mình sẽ cộng vào xong rồi chắc có thể là mình nhấn ha, có thể mình nhấn vào rest. Ok, thì nó chỉ có da lên xuống rồi set hay gì đó ha, nó chỉ có nhiêu đó thôi à. Thì cái chức năng đó là để nó chạy tự động ha, mình không cần phải dùng cái chân của mình nữa, dùng cái chân của mình chỉ khi nào mình thắng đó thì mình mới dùng thôi ha. Đó là theo lực biết của chiếc xe cũ ha. Thì cái này thì mình nghĩ chắc cũng vậy rồi. Có chữ mode này là cái gì đây, để coi. Thì cái nút mode đó là để dùng cho radio ha cả nhà ha, mở đài đó. Nhưng vì có tiếng nhạc cho nên Lực không thể nào ghép vào đây được, vì nếu mình ghép vào là không có tải lên YouTube được. Rồi. Và mình sẽ bấm cái nút ở trong kia cho cả nhà xem ha. Để sát vô một chút đi. Đó, thì cái đồ đội xe của mình hiện giờ con ốc nó giống vậy ha. Rồi. Tại vì hiện bây giờ nó đang nằm cái thấp ha, thấp, cái giai đoạn thấp ha, chứ không phải là cao ha. Và mình sẽ nhận cái nút này ha cả nhà, cái nút ngay chỗ này ha. Rồi, và ở trong cái màn hình này nó cũng để là chữ lô là thấp ha. Ok, lô ha, thì nhìn chữ LO đó là đang thấp ha. Rồi, bây giờ mình sẽ bấm cái nút này ha, không biết phải không, cái nút ngay chỗ này nhận lên ha. Nó để chữ N là chữ normal ha. Rồi mình đi ra làm sao tranh thủ cho cả nhà thấy ha. Cả nhà nhìn cái con ốc và cái cây đội ha. Và cũng nghe cái tiếng ha. Rồi, mình nghĩ nó lên khoảng bao nhiêu inch ta, 2 inch thôi à, hoặc là 1.5 inch thôi đó. Hồi nãy mình để cái này nó ngay đây nè. Rồi 1.5 inch ha, mình đoán 1.5 inch. Rồi ở bên này thì hôm bữa mình cũng đã chia sẻ cái ổ ghim điện để dùng những thiết bị ở trong nhà ha. Đây, khi mình cần đó, ví dụ như cả nhà đi ra biển ha, cả nhà muốn mở cái radio ở ngoài ha, mở cái amplify đó, mở cái dàn karaoke hay gì đó thì cả nhà có thể ghim vào đây dùng nó. Và trước khi mở cái này thì ở trước nó cũng có cái nút cho mình bấm vào thì nó mới hoạt động, còn nếu mình không bấm cái nút đó thì nó sẽ không có hoạt động ha. Thì ở đây họ để là 400W và 100W thì mình không có hiểu ha, 400W hoặc 100W hay là cái gì đó thì mình không có hiểu, nhưng mà mình chỉ biết là nó sẽ hoạt động cho những cái thiết bị ở trong nhà mình có ha. Đó, lỡ mà mình bị cúp điện mình chạy ra đây mình dùng điện của xe cũng được ha. Đó, thì nó đại khái là nó giống như cái máy chạy điện này đó. Rồi, ok, thì bây giờ chiếc xe mình giống vậy ha, nó đang chạy máy phải không. Rồi, nó đang chạy máy ha, mình đóng cửa lại ha, mình đóng cửa lại, chìa khóa không có trong xe nó sẽ báo cho mình biết ha. Đó, cả nhà nghe chưa, nó báo thì nó sẽ cho mình biết là cái chìa khóa không có trong xe, nó không có đi trong xe đó, để cho sự an toàn của mình ha. Rồi, giờ mình để nó ở đây, chìa khóa ở đây ha, chìa khóa ở đây. Rồi mình vô trong này ha, mình coi thử nó sẽ làm cái gì ha. Key not detect ha. Đó, cả nhà nhìn thấy không, nó báo lên cho mình biết là không có chìa khóa trong xe đó. Nó cái này cũng là một cái sự an toàn cho mình ha. Đó, để mình không có bị quên chìa khóa ở nhà đó. Rồi bây giờ mình ra sẽ lấy chìa khóa và mình tắt máy ha. Mình tắt máy và mình sẽ để chìa khóa trong xe và mình sẽ khóa xe. Đó,
nó cũng báo cho mình biết là cái chìa khóa nằm ở trong xe ha, là mình không có khóa được. Đó. Rồi giờ mình lấy nó ra và mình khóa nó lại thì nó sẽ khóa. Rồi ok, cả nhà để ý cái đèn này và cái kiến hậu ở đằng kia ha, thì ở phía sau giống vậy, như cái remote mà nằm ở trong túi nó vướng bận khó lấy ra thì ở phía sau mình có thể dùng cái này ha. À, cái nút này lực bấm này ha, 1 2 3 thì nó sẽ khóa lại đó, cả nhà thấy không, nó tiện ha, mình không cần phải lên đằng trước. Rồi thì cái kiến này giống như lực nói mấy cái nút này ha, bữa mình hình như mình có nói nhưng mà mình không có làm thử cho cả nhà xem á, để coi xếp vô được không, sàn pin không không. Ok, nó không có xếp ha, tại vì xe chưa nổ máy, bây giờ mình đề máy xe ok. Thì có nhiều trường hợp cái xe của mình truck á, nó hơi bự á, cũng có vài trường hợp nó chui qua cũng khó ha. Ví dụ như người ta đậu hai bên đường, nó chỉ còn cái đường nhỏ thôi. Nó, người ta cũng chừa cái đường cho mình đi qua đó, nhưng mà mình bị xe bự, cho nên cái kiến nó cũng có cái vấn đề ha. Thì mình chỉ bấm cái này ha cả nhà, phải không? Nhà để xem, để xem ha. Thì nó xếp lại cho mình ha. Đó. Nó xếp hai bên luôn chứ không phải một bên ha. Nó làm cho chiếc xe nó gọn lại. Đó. Nó xếp luôn mình đó ha. Đó. Khi mình bấm cái nút đó nó sẽ xếp lại cho mình chui qua. Nó nhỏ lại một tí ha cả nhà. Đó. Thì bây giờ mình để lại cái auto ha. Mình để lại auto. Rồi nó sẽ bung ra ha. Về cái đồ mà bước chân lên ha, mình cũng muốn chia sẻ lại ha. Thì cái này mình gắn vào ha cả nhà ha. Thì mỗi lần mình muốn dùng á thì mình đạp xuống đó. Rồi không muốn dùng thì mình đá nó lên đó, cho nó trèo lên vậy thôi ha. Mình chia sẻ sơ lại ha. Thì về cái phần máy quay phim của hai cái máy quay phim ở đây thì hôm bữa Lực cũng đã chia sẻ rồi ha, nhưng bữa nay Lực muốn hôm bữa không biết mình có quay gần không biết, nhưng bữa nay mình muốn làm sơ lại thôi. Đó, hai cái máy quay phim ở phía sau cái thùng ha. Đó, rồi cả nhà, thì sau cái phần này ha, sau cái phần này ít thôi không nhiều đâu, mình sẽ được biết về bảng giá của chiếc xe này ha. Xin lỗi cả nhà, mình phải để cái phần mà hấp dẫn nó nằm ở sau ha. Yeah. Mình nghĩ chắc có nhiều người đang chờ đợi coi thử cái chiếc xe này cái giá bao nhiêu ha. Thì có số người lên, nếu mà lên trên mạng tìm kiếm thì chắc cũng biết ha. Bây giờ cái phần cuối cùng ha, mình muốn chia sẻ. Thì cái ghế này mình cũng đã chia sẻ rồi, nhưng mà bữa nay mình không có nói về cái chức năng này ha. Bữa nay mình không có cái, trong cái khúc này mình không có nói về chức năng đẩy tới đẩy lui này chi ha. Mấy cái nút này làm gì ha. Hôm bữa mình chia sẻ nhưng mà mình không có làm cho rõ ràng lắm. Mình cũng đã chia sẻ rồi nhưng mà nó không có rõ ràng lắm. Bữa nay mình muốn cho nó rõ ràng với cho mọi người xem ha. Thì nó giống vậy. Mình cũng nói tới nó luôn là cái vấn đề nó chạy ra chạy vô khi mình tắt máy, mình có nói qua mình biết. Nhưng bữa nay mình muốn làm cho nó rõ hơn ha. Thì mình để cái máy ngay chỗ đó cho nó rõ ràng hơn. Thì đây. Khi mình mở cái máy lên ha, mở giống như mình mở máy xe lên á, thì cả nhà để ý, cả nhà thấy cái ghế của mình nó dời tới, tại vì mình đã cài đặt ở trong cái hai cái số này rồi, số 1, số 2 mà mình đã chia sẻ đó. Đó thì của mình là số 1, rồi cái đây là cái cách của mình ngồi để mình chạy xe, thì nó nhớ cho mình khi mình vô, mình chỉ bấm nút là nó sẽ đưa tới cái khu vực mà mình đã cài đặt đó. Rồi khi mình tắt máy xe thì nó sẽ đưa trở ra, nó đưa trở ra để cho mình dễ được đi lên đi xuống đó. nó không có bao nhiêu ha. Đối với Lực thì lực ốm và nhỏ con thì nó không là cái gì đáng kể, nhưng mà đối với nhiều người mà to con mà cao rồi đó thì nó cũng hơi phiền cho người ta ha. Đối với Lực thì nó không thành quan trọng đó. Thì khi mình bấm nút thì cái ghế nó chạy ngược trở ra. À, hôm bữa mình chia sẻ nhưng bữa nay mình muốn chia sẻ
chút đỉnh nữa thôi. Thì cả nhà nhìn để ý ngay chỗ này ha, nó sẽ thụt vô bớt một ít ha, cũng như cái chỗ này nó sẽ kéo ra ha, nó tự động ha, cái này mình không có bấm nút nè, bây giờ mình chỉ nhận cái nút tắt máy thôi ha. Rồi đó, nó dê ra cho mình ha, nó dê ra cho mình thì cho mình dễ leo lên xuống thôi ha. Rồi mình nghĩ liền là xong rồi đó, bây giờ mình bắt đầu vô cái phần quan trọng đi. Ok cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại ban đêm ha, trở lại khúc ban đêm để chia tay với khán giả ha. Và đây cái hiệu là đây, Tantra 4x4 ha, limited ha. Rồi DBL là cái gì đó không biết, double cap ha, limited dry chắc ha, 6.5 ha, cái thùng ha cả nhà, 6.5. Rồi 2022 ha, 2022 black soft Texas USA ha, final assembly point San Antonio ha, Texas USA. Xin lỗi là không biết đọc mấy cái đó. Rồi cái này gì đây, Government 5 star safety rating ha. Xuống dưới này. Và cái nguyên liệu nó sẽ tốn nè ha. Nguyên liệu tốn nè. CD 17 mao ha. 1 gallon 17 mao ha. Highway thì 22 ga, 1 gallon thì 22 mao ha. Thì nó cộng lại thì khoảng 19 mao một ga lông ha. Rồi. Annual cost, cái số tiền hàng năm mình sẽ tốn cho nguyên liệu ha là 1.850 đồng ha. Rồi, bên này là gì đây? Nó nằm dạng số mấy? Số 4 ha. Nào lên số 10, số 10 là xây hả? Không biết đâu, kệ đi. Cái nào không biết thì cứ kệ đi nghe cả nhà. Rồi. Rồi you spend more in fuel cost over 5 years ha. Nếu mà sau chắc 5 năm mình sẽ tốn thêm xăng hay gì đó ha. New vehicle ha. Khi mà nó cũ thì cái tiền xăng nó lên phải không cả nhà, mình không biết có đúng hay không. Thì cả nhà nào biết chia sẻ giùm nha. Mà cái này mình chỉ chia sẻ xe thôi. Mình không có rành ha. Rồi, ở đây coi. Đây, mình sẽ cố gắng để từ từ cho cả nhà xem ha. Đó, nó là giống như vậy ha. Hy vọng cả nhà đọc kịp nha. Đó, đây là những gì nó có trong đó ha. Mình muốn để sát vô luôn đó. Safety ha. Rồi. Hy vọng cả nhà đọc được á. Chịu khó bỏ vô laptop á cả nhà. Cho nó bự lên chút ha. Rồi, cái phần bên này ha. Bây giờ mình qua tới bên này. Qua cái bên này. À, những gì nó có trong này thì họ để đây cho mình biết ha. Cả nhà có thể ta tham khảo ở trong cái bảng này ha. Yeah. Có cái này nó hơi chá, sát quá cái nó bị chá, bị dạ lên á. Rồi mình kéo cái này xuống coi con gì nó không dưới này không. Ok, rồi bây giờ mình đi qua bên này ha. Mình đi qua bên này. Giá này 50 ngàn là chưa có tính ba cái tiền kia vô nha. Để ra đi, từ từ cả nhà sẽ thấy cái số tiền của nó ha. Rồi. Rồi, bây giờ đi qua cái số tiền ha. Rồi, đây 56 ngàn ha. Đúng không?
56.000 thì cả nhà nhớ cộng tiền ông nội, tiền bà nội vô nữa ha. 56.000 là nó để cái xuống dưới này là thành ra 59.000 ha. 59.000 mà chưa có tiền ông nội bà nội nữa ha. À, tiền thuế, tiền này kia cái nọ đó. Đó. Nó để 59.643 đồng ha. À, và nếu mà cả nhà cộng thuế rồi cộng tiền hành, tiền tổn rồi vô thì cả nhà, chắc cả nhà nếu mà ai ở Mỹ thì sẽ biết cái xe này nó bao nhiêu tiền ha. Mình đi mua thì mình cũng không có nhớ là nó nhiều luôn á. À, lúc đó là bị cái vụ tai nạn xong, mình chỉ cần biết là có chiếc xe để mình đi làm thôi, chứ mình không cần biết mày muốn lấy nhiều ra lấy. Có chiếc xe đi làm với lại những nhu cầu mình cần để mà nó an toàn cho mình đó, biết không? Rồi thêm vào cái đợt đó, chiếc xe đó nó cũng, chiếc xe này, cái mua xe này nó cũng bị high demand ha cả nhà. Rất là khó kiếm một chiếc xe để cho vừa ý, để cho cái công việc của mình đó. Để là quay cái máy lại. Rồi kiếm thêm đèn coi. Cho nó sáng sáng chút. Nó giống như nó khó kiếm chiếc xe cho nó thích hợp với cái công việc của Lực lắm, cho nên bắt buộc thôi. Chứ thiệt ra Lực cũng thích là rẻ ha, chứ không có thích mắc đâu. Simple là ok rồi, nhưng mà mình bị cái tai nạn đó, mình không có cảm thấy an toàn để chạy xe nữa. Và chiếc xe mà mình mua về trước, chiếc này đó, sau khi accident, sau khi cái vụ tai nạn đó, mình mua một chiếc cũng Tantra, nhưng nó là SR5 ha. SR5 cái ghế của nó không có cái chức năng để mà mình đưa lên đưa xuống. Nó chỉ có một cái là mình có thể kéo tới và đi và đẩy ra phía sau thôi. Nó không có đưa cao hay là thấp xuống gì hết á, nó không có cái gì hết á. Chiếc SR5 cũng 2022 ha cả nhà. Nhưng mà cái ghế nó không có gì được hết á. Mình chạy mình phải lấy cái gối mình lót lên đó. Nó không có cái nút để mà mình nâng cái ghế cao lên đó cả nhà. Đó. Rồi cái sự mà nó ở đằng trước của nó cũng không có máy quay phim nữa. Cho nên Lực cảm thấy nó giống như mình đang bị khủng hoảng ở trong cái vụ tai nạn mà mua chiếc xe đó về nữa. Mình về mình cảm thấy mình không có tự tin. Tại vì cái công việc của mình là mình cần phải kéo cái R1 đi ở cả nhà. Cho nên mình cần nó phải có đủ chức năng an toàn cho mình để mình có thể cảm thấy tự tin mà mình tiếp tục cái cuộc sống của mình. Chứ tại vì sau khi cái vụ đó mình muốn bỏ hết á. Tại vì mình khi mà mình đã tạo nên một cái công việc cho mình, nó không phải là đơn giản ha cả nhà, nó rất là khó khăn. Sẵn đây thì mình chia sẻ cái công việc mà làm cỏ của Lực đó. Lực mất rất là nhiều thời gian trong đó, và tới lúc mà Lực đã bắt đầu để mà hành trình trong cái công việc của mình đó, nó đã lên tới một cái kết quả tốt mà mình mong muốn đó cả nhà. Mũi nó bay vô trong thì tự nhiên đùng cái tai nạn nó tới, nó làm cho mình rất là nhiều cái áp lực ở trong đó. Cho nên đó, sau khi mình mua chiếc xe đó về, cái mình không có thấy an toàn. Mình chạy mấy tháng gì đó rồi cái mình bỏ cho vô, mình đi kiếm cái chiếc xe giống như vậy nè. Mà cái chiếc xe kia thì cái thùng nó không có được dài ha. Nó cái thùng nó chỉ có 5,5 feet à, còn cái này tới 6,5 feet lận. Đó thì nó tiện cho Lực. Rồi nó có đủ máy quay phim cho mình để mình có thể quan sát, mình chạy mình cảm thấy nó an tâm hơn ha cả nhà. Đó là lý do mình không có màng cái vấn đề bao nhiêu đó bao, tại vì mình đã bị chết hụt một lần rồi. Cái vấn đề tiền bạc thì kệ nó đi, khi nào tới đâu thì tới. Đó cho nên Lực mới mua chiếc xe này, chứ Lực thiệt ra cái cuộc sống của Lực, Lực rất là, Lực thích đơn giản ha cả nhà. Lực không có thích xe xua đâu. Không có thích cái vấn đề mà xe xua, mà tại vì mình xe xua thì cái cuộc sống mình nó vất vả chứ không có làm được cái gì đâu. Đó là thì theo cái cách Lực nghĩ như vậy á. Nhưng mà sau khi mình bị cái tai nạn đó, nó đã thay đổi cái cuộc sống của Lực. Đó cho nên Lực mới mua cái chiếc xe này. Và cũng như mình chia sẻ lên trên YouTube, cũng không phải là mình phê phang đến với mọi người là mình có chiếc xe tốt hay là gì ha.
Tại vì mình muốn tạo một kênh YouTube để mà mình chia sẻ với người Việt Nam mình cái cuộc sống ở Mỹ đó. Thì mình đụng cái gì thì mình chia sẻ cái đó thôi. Nhưng mà mình cũng không có ngờ là có nhiều người Việt Nam mình hay là người Mỹ hay người nước ngoài hay gì mình không biết. Nhưng mà mình thấy cái video vừa rồi á, nó có rất là nhiều người có sự hứng thú, thích thú để xem á. Cho nên bữa nay Lực mới quyết định Lực chia sẻ lại một lần nữa. Ha, chia sẻ đến với cùng mọi người. Và Lực cảm ơn mọi người đã theo dõi cũng như đã đăng ký video của Lực. Lực rất là biết ơn mọi người ha. Thì những gì là trong video Lực là chia sẻ thì Lực muốn chia sẻ đến với mọi người thôi ha. Rồi, một lần nữa Lực cảm ơn cô chú anh chị em đã đã ủng hộ và đã theo dõi những video của Lực đã tải lên. Và xin chúc cô chú anh chị em luôn vui vẻ, khỏe mạnh và bình an trong cuộc sống. Xin chúc mọi người một buổi tối được tràn đầy hạnh phúc bên gia đình ha. Nếu ở ở Mỹ, còn ở Việt Nam thì xin chúc mọi người một ngày được nhiều niềm vui cũng như gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Rồi, Lực xin chào tạm biệt. Nếu Lực có những cái video gì mới lạ thì Lực sẽ chia sẻ đến cùng với mọi người. Lực xin lỗi tại vì không có đủ đèn. Sẵn ngồi đây thì nói luôn rồi ha. Thì sẽ chia sẻ đến với cả nhà nữa ha. Rồi xin cả nhà cũng nhớ để lại những bình luận tốt hay xấu gì cũng được cho Lực biết để rồi Lực có thể học hỏi thêm và có thể cải thiện những video sắp tới được tốt đẹp cũng như hoàn hảo hơn để chia sẻ đến với mọi người để rồi chúng ta cùng nhau hiểu biết về cái cuộc sống hàng ngày của mọi người của chúng ta ha. Thì chắc mình nói như vậy không biết có đúng không, kệ đi. Miễn là có video chia sẻ đến với mọi người là Lực vui rồi, và cũng vui là cả mọi người đã theo dõi những video của Lực. Như đó là đủ rồi ha. Rồi, bây giờ một lần nữa xin chào tạm biệt cô chú anh chị em. Bye.